Một đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến ở Bến Tre đã gây hoang mang trong dư luận. Trong clip, các đối tượng sử dụng chổi quét nhà để đánh nhau, gây náo loạn khắp đường phố. Vì sao đánh nhau bằng chổi? Vụ hỗn chiến là thật hay dàn dựng? Công an đã mời các đối tượng đến làm việc và xử lý. Công an thành phố Bến Tre đã làm việc với Nguyễn Văn Hải, 23 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre. Triệu Minh Trí, 26 tuổi, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Nguyễn Trung Tính, 22 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre và 8 người khác có liên quan đến vụ việc tụ tập băng nhóm đánh nhau bằng chổi gây mất an ninh trật tự tại khu vực sân vận động tỉnh. Qua làm việc, Nguyễn Văn Hải khai nhận thấy trên mạng xã hội có clip một nhóm thanh niên sử dụng chổi cây để đánh nhau nên kêu gọi những người khác tham gia diễn cảnh đánh nhau bằng chổi để quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu like. Tối 22 tháng 2, khoảng 20 thanh niên tập hợp uống cà phê và bàn việc chuẩn bị trỗi quét nhà, hẹn gặp tại sân vận động tỉnh Bến Tre để diễn cảnh đánh nhau. Đến 21 giờ cùng ngày, nhóm 20 thanh niên này sử dụng xe máy và xe đạp điện đi đến điểm hẹn tại sân vận động Bến Tre, diễn cảnh đánh nhau khoảng 10 phút rồi giải tán. Hải dùng điện thoại quay lại và đăng Facebook cá nhân. Sự việc gây hoang mang trong dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương.